Rồi hôm nay là cận cảnh chiếc quay bụng RS 100 thì mình sẽ làm nồi với lại dàn hơi lại thì sẽ quay cận cảnh cho anh em coi nha. Xe lúc ra khói lúc không, rồi máy thì cũng êm được. Rồi Zalo thì liên hệ cho mình hai số này nha, để mình giới thiệu xong rồi mình tiến hành mình làm rồi. Điện thoại cũng chuẩn bị hết pin nè. Rồi trường má phải đang xuất mình sang con xe cho Trung Quốc. Rồi xe của Tập Cận Bình nha. Rồi trong khi chờ đợi thì mua nước của về bảy xà lan uống đỡ. Bảy xà lan chứ không phải bảy xò lông nha. Rồi 1841A Lê Văn Lương, ấp 4, xã Dân Đức, huyện Nhà Bè nha. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đối diện với nhà biệt thự cao cao nha anh em. Chị Bảy đang đến tiền bảy chào các bạn. Rồi. Các bạn vui cái. Rồi bây giờ là mình chờ đồng đội ra cái nồi cái cho đỡ cuốn sên cam nha. Chứ ra cái đầu lòng này thì mấy hồi thôi. Rồi mình nhả ốc cam rồi hết, nhả nhẹ. Sên cam này là cũng được, cũng còn được, nói chung là vậy. Giọng mãi giọng ai, còn này là lưng ải lưng ai. Chuông rất là gờ nè anh em. Đó. Chuông rất gờ nha. Rồi. Chuông gờ. Rồi thì mình sẽ thay bố nồi thôi, để mượn coi bố nồi. Là cái đít lên. Rồi mình sẽ thay bố nồi khác ha. Rồi vớt chuông lại thôi. Rồi đầu lòng thì đóng khói nè. Sấy xương bắp với lại sấy lòng lại là đóng khói rất là nhiều nè, thấy không? Rồi xúc cái bình xăng lại nha anh em. Chuông zin luôn. Rồi mình sẽ thay bốn lá nồi mới nha. Bốn lá nồi mới. Rồi. Canh chỉnh lại chút xíu. Chạy. Rồi vậy thôi. Bà đạn cam này sẽ thay bà đạn cam mới nè. Cho nó chạy ngon hơn. Bốn nồi thay mới. Rồi. Rồi. Bây giờ là mình sẽ test chảo là hoa lăng 2 trong 1, là vừa quay rim mà vừa quay rim nè. Mà vừa cái xương cá của thằng Honda rim nè. Nè mình test hết rồi nha anh em. Rồi. Đưa vô nè. Đó, đi quay qua đây, quay mấy anh dặn mấy này vô. Nè, ôm rất là sát nha, chảo này rồi. Hơi bị rồ. Rồi tạm ngưng cái đi. Rồi anh em lấy lục giác, anh em dặn này vô xét là nó đã chịu vô cái lợn này nè, giống này nè, chịu vô lợn này nha, mà chịu vô cái lợn giống này nè. Rồi mình sẽ cạo từng hoa lăng cho anh em coi luôn, từng cạo cho anh em coi luôn. Đây cái này siết chặt vô, thấy không? Rồi đó. Rồi nha, rồi mình sẽ dặn cạo này vô. Rồi mình sẽ dặn con 13 ở trong vô nè, để cho nó chịu sát vô cái ngàm hoa lăng nè. Đây là một dạng cảo mình chế nha, cảo từ xương cá hoa lăng. Rồi dặn này sát vô. Rồi nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng, thì anh em chỉ việc cảo ra thôi. Rồi để mình lấy tiếp 17 mình nã. Rồi nè, bắt căng ra anh em nè, thấy chưa?
đẩy cho anh em, kêu cái cốc cái luôn nha anh em, ai nói không ra ha. Rõ ràng nha, cảo qua lăng 2 trong 1 của mình. Rồi bây giờ mình đã siết, mình sẽ siết vô, mình sẽ test thử anh em cảo này là coi là từ xương cá của xe Vinh Siam nha. Rồi ngưng tiếp nha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái cảo là cũng là từ xương cá qua lăng luôn nè, mà cảo này là khỏi cần 2 trong 1, chỉ cần cái xương cá này với lại cây ti. Cây ti cảo mình này mình có bán luôn nha anh em. Đó. Rồi anh em siết lóc kê con này vô. Ôm rất là sát qua lăng nha, càng ôm nó càng có lực. Bữa giờ là mới có video test cho anh em. Rồi tạm ngưng cái đi. Rồi anh em mua cái cảo này thì được là anh em mình xài cái cây ti xịn này luôn nha anh em. Đó. Là cái này có răng sẵn nè anh em. Anh em chỉ việc đây là cái xương cá qua lăng ra đó, rất là ôm. Mình đã nghiên cứu rất là nhiều, rất là ôm. Thì anh em cũng có việc bắn vô thôi, y như cái chảo kia thôi. Ti này thì hơi dài, tại thằng kia là nó thêm cái qua lăng nữa, là anh em coi nè. Rất là dễ ăn cái ti vô trong nè. Đó, rất là dễ dàng ha. Rồi mình có bán cái cảo 300 mấy nữa, cái cảo đó thì rồ rồi, 390 đó là rồ rồi nha. Còn cảo này là mình tự chế. Rồi anh em nào mua là cái ti cảo xịn luôn nha anh em, thì có gì anh em liên hệ Zalo. Rồi cảo cảo 2 trong 1 rim quay này có bán luôn nè, rất là dễ, từ cái xương cá qua lăng ra đó nha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ mình. Rồi hôm nay là sẵn làm con ẹt 150 ha, thì mình sẽ test cái cảo xương cá qua lăng này cho anh em coi nha. Là ti cảo là ti xịn này nè, đẩy vô nha. Trời ơi, nhẹ hiều. Ok ha. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra thôi. Đó, rất là đơn giản. Có gì đâu, lâu. Chuyện nhỏ nha. À, có chụp đầu dên luôn nha. Chụp đầu dên, bảo vệ đầu dên. Thôi hay giờ nè. Dính chụp. Rồi, vậy là xong. Rồi, đơn giản. Là ôm vô vậy. Vậy là ok rồi. Rồi, rồi nha. Ga có bình xăng con nè. Dù ga có bình xăng con là bị biến dạng rồi, mình sẽ thay một cái dù ga mới. Đó. Dù ga phụ thôi. Van gió phụ á. Van gió phụ cũng là nó, và là van ngắt gió cũng là nó. Rồi mới căng xăng. Bình xăng này ráp vô vậy anh em lắc là phải nghe cái tiếng cái của cái trái nổi á, cái phao xăng á, nó phải có cái lắc, nó hơi lắc cọc mới ok. Còn không nó chảy xăng nha, phải lắc lên lắc xuống vậy là nghe tiếng cọc mới ok nha. Đó là không có trái nổi này nó bị kẹt là nó sẽ, cái phao xăng nó bị kẹt nó sẽ bị chảy xăng nha. Rồi xúc tương đối sạch. Rồi thì hàng mình về là có 3 cục tiếp bắn nồi nè. Một cục 19 là cho phiêu chà neo nè. Một cục 21 là cũng hơi dài hơn để cho khỏi thống cốt nè, dùng cho quay rim nè. Rồi cục 16 dùng cho quay rim nè. Rồi ba cục này là 150, không có bao ship nha anh em. Nếu mà anh em mua cái gì nhiều thì có thể là mua kèm theo luôn. Rồi rồi chút nữa để cho anh bắn quay. Rồi mình thử bắn cái nồi phiêu chà neo này coi sao ha. Rồi xe này là bám vớt dữ lắm, thấy chưa, bám vớt ra là xe này là cũng là chạy cũng dữ lắm rồi. Đây là cục này ha, ba cục không có xù bỏ vô đây. Rồi nha, bắn thử nha anh em. Rồi ba cục này có 150 à, không có bao ship nha anh em. Sao luôn em, cục sau là 19 nè. Ba cục 16, 19, 21 nha. Nè, 150. Rất là khích nha. Rồi tiện CNC anh em đừng có lo. Rồi. Mình bán là không bán lẻ nha, bán 3 cục nha. Anh em nào mua thì liên hệ cho mình. Nè. Thấy chưa? Rồi Zalo của mình nè nha. Zalo của mình là hai số này nha. Rồi có gì anh em liên hệ mua đồ hay gì thì liên hệ cho mình. Rồi bà đạn cam là 6905 với 6902 nha. Thì NTN thôi, hai cái NTN nha. Rồi giờ gõ vô thôi.
Rồi thì sau khi mà thay bạt đạn cam xong nè, thì bạt đạn cam á, là cái bạt đạn cam này là anh em mua là có chữ Z nha, Z hai cái mặt bít cũng được, và anh em nại một bên ra. Thì nếu mà không có mặt bít á, thì khi mà nhớt bơm vô nắp bơm nè, nó sẽ ra ngoài theo cái lỗ bi ra ngoài hết, nó không vô được cái lỗ cam này, nó không bôi trơn được cam cò đó, là nó bị xước cam cò. Anh em nhớ nha, cái mặt bít này mình nại ra, nhưng mà mặt bít trong là phải có. Rồi, còn bà đạn này là khỏi mặt bít, 6905 khỏi mặt bít rồi ha. Thì đây là một cái dạng cốt cam là mình mua về cốt cam Trung Quốc nè, cốt cam Trung Quốc 3 lỗ nè đó. Thì mình canh điểm O của nhông cam là mình canh từ đây nè, từ đây cái tam giác cân rồi mình bắn lên đây là điểm O. Cái này là mình ví dụ mình muốn thay bà đạn cam đồ thì mình đóng thớt đồ, mà cái thớt này là nó cũng nổ máy không im, rồi gam ti đồ không im nữa, nó lên ga hụt đồ. Thì cái bà đạn cam bên phía bên đây á, thì hả, ở đây mình mua đồ chợ nó không có mặt bít nha, mình mua đồ chợ nó không có mặt bít, đại số là 16002 vậy nè, 6002 vậy nè. Thì nếu mà anh em xài cái cốt cam anh em á, cái cốt cam Trung Quốc á, thì nó không có mặt bít, ở đây nó có ạt vô, nó chui sâu vô trong cái lỗ này luôn. Còn nếu mà cái nắp bướm của anh em, mà nắp bướm Nhật á, mà không có mặt bít, mà anh em xài bà đạn cam này à, anh em mà chơi cốt cam này mà xài bà đạn cam này mà mua cái nắp bướm mà không có cái ạt vô là anh em sẽ bị là cháy cam cò nha. Nếu mà anh em muốn không cháy thì anh em phải mua cái bà đạn mặt bít, cái loại này mà 6002 này là có mặt bít, anh em gắn vô có chữ Z nha. Rồi chia sẻ anh em phần nhỏ vậy thôi. Khi mà đồ đã về á, thì mình sẽ rửa lại, chứ giờ sao vậy, rửa lại rồi mình lấy ron cho đệ tử ráp, mình sẽ giám sát. Hôm nay là cũng còn chiếc xe này thôi nên là mình sẽ giám sát công trình, thì giám sát sửa xe chứ không phải giám sát công trình. Rồi mình nghiệm thu lại coi, rồi nào làm sai mình chửi hoặc mình ký đầu thôi. Rồi chuông bố rồi đã vớt về hết nha. Giờ chương trình làm thợ mộc, kia người ta kia bào gỗ này, bào rôn. Rồi bê tông rồi sấy lồng rồi nè, vô nha. Rồi nha. Đó. Kể anh em là cái cục mà chịu cái nấm vú đại lao rồi nè. Cục cao su này là nó giờ là mấy chiếc xe Alac rồi nó xài đề phóng là nó cũng là có cục này, mà khi mà anh em đã tháo lốc nồi đã để sơ ý là sẽ mất, là thợ không biết gắn ở đâu, thì cái cục này nó mất, anh em có thể là lấy cái báo số của rim Thái nha, đầu heo số chứ không phải báo số, cái cao su đầu heo số của rim Thái, thì anh em mua về anh em mài một cái này hơi mỏng liền miếng là anh em xài được nha. Cái này là chế, là cái này nó mất cũng khó mua lắm nha. Rồi nha. Rồi thì bây giờ là chuồng bắp phải mới ráp vô, nhưng mà quên mắng nhớt rồi, chừng nó rớt cái lông đền trong đây ra nha. Rồi quên ra gắn mắng nhớt thôi, lỗi nhỏ thôi, có gì đâu. Rồi bay có canh nhông không?
có câu trong ấy nha. Rồi rồi nồi quay alpha là ở trong giữa cái chuông với lại bố ba càng nó có một cái câu dày nha, câu đó là mình khoảng 3 ly mình chưa có đo trực tiếp cho nên chưa đại khái là nó có câu đi chứ sao giờ. Là giờ cái ghế ngồi đụng thổ nè, ghế đụng thổ chân là chỉ có tại sửa xe Hồng Hoàng thôi nha. Sáng hôm nay chỉ có tiệm sửa xe, tại tiệm sửa xe Hồng Hoàng ghế ngồi đụng thổ. Rồi sẵn là chia sẻ cho anh em về vấn đề nghề nghiệp nữa. Thì cái cốt cam 3 lỗ của thằng quay Trung Quốc thì khi mà anh em mà tháo ra đó, tháo ra để mà đóng bà đạn cam đồ ha, thay bà đạn cam, ví dụ bà đạn cam bên đây rơ bên đây thì không sao dễ, còn bên đây mà khi mà rơ anh em phải đóng cái thớt này ra. Cái thớt này nó không có cứng bằng những thằng quay S của Nhật nhưng mà nó cũng tương đối khoai nha. Rồi anh em đóng ra thì thường thường thợ tiện nó sẽ có hai cái ốp, nó để lên cái hai cái ốp nó để vô vậy, cái ốp mặt trăng thì nó sẽ đóng ra đó, nó đóng ra nó kèm dưới bạc đạn nè. Nhưng mà cái đó đóng ra là đóng kèm cả bạc đạn, nó đội luôn cái thớt này lên, thấy không? Còn mà mình muốn đóng mà để ví dụ giờ mình đóng lệch, mình có thay bà đạn cam rồi mà mình đóng bị lệch thớt này, giờ mình muốn giữ cái bà đạn này là không, nếu mà mình đóng ra cái kiểu mà để dưới đây á, mình đóng ra nè, mình chịu lợi dưới đây mình đóng ra thì nó sẽ bị hư, nó ảnh hưởng đến dàn bi bạc đạn. Thì mình sẽ, đây là mình mới chế ra cái đồ này, tại vì nó có lỗ này sẵn nè, anh em chế xong rồi cho nó lồi cái này lên nè. Ở đây ba lỗ này tương ứng với ba cái lỗ trong cái thớt cam, thấy không? Rồi này chơi thôi nhưng mà xài thiệt nha, có thì áp dụng được. Rồi lấy ngốc ba ngốc 5 ly bắt vô. Rồi ăn thua là mình bắt ngay, ăn khi thua mình liều thôi nè. Đây nè, bắt vô. Rồi anh em cứ việc bắt siết ba ngốc này cứng vô, siết cứng vô, chặt tay vào. Siết càng chặt tay càng tốt. Rồi anh em siết, anh em ra vô như là nó sẽ được ôm như thế này. Rồi ở đây thì anh em chỉ việc là đóng ở giữa thớt, anh em kê vô nè, kê cái ống này vô nè, nó càng sát đây càng tốt nè, cái ống cái chỗ anh em chịu nó càng sát, nó càng phong phanh, nó càng dài á, ví dụ anh em đặt ở giữa anh em mà đặt cái miếng đỡ càng xa thì cái này nó sẽ có độ nảy tưng lên. Để, như thế này là anh em để lên, anh em gõ một phát một là ra nha anh em, bảo đảm luôn nha anh em. Thì cái này cốt cam mới cho nên mình không gõ ra, quay S đâu mình cũng gõ ra mầm nha. Rồi này áp dụng cho quay S110 rồi luôn, anh em làm thớt cái chính xác là anh em ở đây anh em gõ một phát một là ra. Rồi thì đã ráp tới đây nha anh em, tương đối đi ha. Rồi nha, hồi nãy mình nói cái phần đó là cái xe Trung Quốc là cái chỗ này nó có cái gô vô nè, cò đó nó ôm sát vô trong đây luôn, ôm rất là sát cho nên là nó mặt đạn nó khỏi có mặt bít cũng được, còn đi vòng này là mặt đạn nó mặt bít. Thì cái này mình nói chung luôn, thì khi nào anh em nào mà cúp đồ mà có lên bạc đạn cam đồ á, không có xài bạc thao nữa là anh em cũng lưu ý khoản đó nha. Không rồi anh em lên vài bữa anh em thay cốt cam với cò chơi hay sao vậy, mình biết gì mình nói đó chứ sao vậy. Chân dài nè, mới học là khoảng 1 tháng là mình cho chỉnh cò luôn, chỉnh hư đền nữa chứ. Xe này gái thì chét kem, xe này chét cát. Là chương trình chỉnh chim cò, rồi cây chỉnh cò tự chế ở đây, cây chỉnh cò rồi nó bò kìa, nó bò keo. Để rồi sau 3 lần mở ra là em nó cũng gắn vô được á. Đã khoan chưa? Khoan. Rồi sau khi nổ thì máy đã im rồi nha, chạy ok rồi. Giờ mình sẽ về nhà mình chỉnh lại, chỉnh cò lại rồi mình sẽ giao khách.
xe đã im chạy ngon rồi thì mình kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi anh em nào mà thương mến thì tới tiệm số điện thoại này nha, liên hệ mình để có thể là sửa xe. Rồi anh em cứ hỏi địa chỉ tiệm hoài nè, 1841 Lê Văn Lương, ấp 4 xã Nhân Đức, huyện Nhà Bè. Huyện Nhà Bè là giáp ranh với Cần Giuộc Long An rồi nha. Lê Văn Lương mà giáp ranh với Cần Giuộc Long An chứ không phải là Lê Văn Lương là cầu Rạch Tôm xuống cầu Rạch Dơi đó, chứ không phải Lê Văn Lương ở trên đường Trần Xuân Soạn quận 7 nha. Rồi bữa giờ mình chưa dời qua hai biệt thự này mình ở nữa.